Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game thử win nha. Mình chơi con game thử win này mình thường chơi thứ ba và thứ tư. Vì sao? Bởi thứ ba thứ tư ấy thì nó thường có sự kiện hoàn toàn nạp ấy anh em. Nhưng mà ví dụ mà anh em chơi thì những ngày nào thì anh em cứ nhớ đăng nhập màu ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư ấy anh em, thì anh em sẽ có cơ hội hoàn toàn nạp ấy anh em nha. Đấy, thì nói chung là cái này thì anh em cần lưu ý cho mình thôi. Mình có thể là riêng riêng mà mình edit video có thể là ngày thứ năm thứ sáu thì mình đăng lên, nhưng mà anh em ạ phải nhớ điều rằng đó là thứ ba thứ tư nó thường có sự kiện hoàn nạp, là các bạn nạp những ngày hôm nay ngày thứ ba thứ tư ấy thì các bạn sẽ có những cái ưu đãi nó lớn hơn. Thì lúc đấy giống như mình là mình nạp 50 khoản được 920 ngàn luôn, đéo ngờ luôn. Mà các bạn nhớ vào sự kiện mình quà free mỗi ngày này nha, bởi cái này free nó không được nhiều, nhưng mà ví dụ anh em mà siêng năng ấy, ví dụ anh em siêng năng mỗi tháng mà 100 đến 200 ngàn đéo cần nạp gì luôn đấy. Nói chung đó thì dành những người em nào nói chung là không cần nạp vào muốn kiếm tiền, nó rơi hay chia sẻ với bộ này là 3.000 đồng này, hay có co re mình sẽ tặng anh em nha. Mình sẽ vào đây chơi, hôm nay mình chơi bật bài poker anh em ơi. Hy vọng hôm nay nó cho mình ăn thôi, mỗi mình hôm nay 5 mê thôi anh em, mục tiêu mình là lên 10 mê, nhưng mà nó lên được cái câu này đéo biết được anh em ạ. Bởi mình đã hoàn là được 900 mấy lần rồi mà anh em, đéo lên được nữa thì cũng gọi là đen thôi, mà đéo phải dễ ăn đâu anh em. Bởi vì anh em hiểu rằng này, game mục đích nó tạo làm gì anh em ơi, lợi nhuận đúng không? Vậy em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy từ đâu? Đấy chính người chơi đấy anh em ạ. Anh nó chơi thì anh em phải bình tĩnh thôi. Ví dụ ăn được thì hôm đó anh em ngon đi, mà trong được đéo ăn được phải chấp nhận thôi nha, chứ đừng có đánh theo kiểu nào. Nguyên nhân vì sao anh em thường thua anh em, bởi vì anh em thường đánh theo kiểu là thắng thì anh em đéo dám thắng to, nhưng mà thua ấy thì anh em sẵn sàng nạp vào to, và sau đó anh em đánh to để muốn gỡ lại cái số tiền em đã mất đó. Thì đánh kiểu đó là quá sai lầm anh em ơi, quá sai lầm luôn ấy, đánh kiểu đó là quá sai lầm luôn anh em ạ nha. Cứ từ 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 thôi, đừng có vội nha. Đéo biết nói cho ăn không này, trời ơi liều pha đó phá cái bạn đéo được kiểu vãi đạn này. À đéo đánh chuồn nó về chuồn kìa anh em ơi, đen thế đó anh em thấy, mới đó 8 mê bây giờ nó xuống lại đó đấy kìa. À nó xuống lại 4 mê là cái thua luôn này kìa, nó đen lắm anh em ơi, đen cái là chịu luôn đấy. Đây là 68 lại này, nó đen cái nó xuống nhanh lắm anh em ơi. Game này là một con game nó lên nhanh, nhưng mà đồng nghĩa anh em phải hiểu được rằng cái gì lên nhanh nó sẽ có cái điều kiện song song đó là xuống nó nhanh thôi. Cũng giống như con game này, có thể mình lên đánh 5-6 phút, 1-2 phút mình lên nhanh, nhưng mà sau đó mình thua xuống hết mình bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là anh em đánh ít nhưng mà chất lượng được nha, chứ đừng có cố gắng đánh nhiều nha. Rất nhiều anh em cứ đánh cả ngày cả ngày cả hôm mà anh em hiểu được là ví dụ anh em đánh cả ngày cả hôm mà tài xỉu, anh em đánh tài xỉu đi 500 anh em được 475 ngàn, em đã mất tầm 5% hay 3% gì đó, 5% phí rồi. Thì anh em đánh càng nhiều chi phí nó đổi lên càng to đúng không, thì anh em thua đúng rồi. Mỗi anh em đánh 5 đến 10 phút thôi, ví dụ thắng được thì ngon, trong đéo thắng được thì anh em phải chấp nhận, chứ đừng có đánh cố. Đánh cố là anh em thường thua à, thường thường là anh em đánh cố là thường anh em chỉ có thua thôi, đéo có chuyển về bờ hay gì đâu anh em ạ. Đây 83 lại này, năm dần năm kìa anh em ơi, hòa là mình luôn thua mà tới. À nó kìa thua lại nên đó biết ngay mà, cứ lên xíu là nó 8 mê nó lại thua lại kìa, đen thế. Đây rồi, lần này đéo xuống rồi. Rồi ván lúc này 7 thì mình đánh dễ hòa nó, mình đỏ hoặc đen ấy, đen đi đó biết ngay mà, như thế mới ăn được chứ anh em. Bởi vì anh em thấy không, nó đỏ đen này, bây giờ nó có thể đỏ tiếp này, đó thì bây giờ nó đen thôi, đó biết ngay đỏ này, đó nghĩa là nó cầu 1111 đấy anh em, đen này đỏ rồi, bây giờ nó đéo phải cầu 11 rồi. À hay là đen đen đỏ đỏ này, còn đéo phải. Ôi trời, cũng phải lên 10 mê biết là nghĩ mé rồi. Đây rồi, 10 mê năm luôn rồi anh em, 10 mê năm lại luôn rồi. Ngon nha, thì bây giờ mình sẽ tham xíu anh em ơi. Cuộc chơi này ai chả có lúc tham, đúng không? Mình tham chứ, anh em có lúc tham chứ. Cứ từ 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 thôi anh em, không vội nha. Bởi cuộc chơi này vội chỉ có toang thôi anh em. Bây giờ mình phải cứ dần thôi nha. Bây giờ mình phải bình tĩnh nha anh em. Bây giờ 500 này bạn, nếu thua mình sẽ gọi là đánh
tiếp là xuống dưới 90 mình sẽ nghỉ nha. Và nếu nó lên được bự thì ngon anh em, đúng không? Nếu nó lên được ở tầm 15 mê thì ngon, hay là 12, 13 mê gì nó cũng được, bởi mình là thắng to là đúng không? Nhưng mà trong trường hợp đó là nếu rồi anh em ạ. Còn ra một lần nữa thua ấy thì mình phải chấp nhận thôi anh em. Bởi game mà thì đeo trước được, ăn được thì mình mừng chứ, vui chứ. Nhưng mà nếu đeo ăn được thì mình phải chấp nhận chứ anh em. Bởi game làm sao mà anh em luôn nghĩ là luôn thắng được. Bố mình có 5 mê mình lên được từng này này này, là quá là mừng rồi anh em ơi. Đéo còn nhiều đâu. Đây rồi, tuyệt vời, 12 mê đấy anh em. Đó, liều như thế mới ăn được to chứ. Có phải ngày đéo nào nó khen đâu. Rất nhiều anh em đánh theo kiểu đó là đang hên ấy thì anh em lại muốn nghỉ luôn. Đấy, muốn nghỉ thật nhanh. Và đang xui ấy thì anh em bắt đầu là Muốn gọi là, nói như nào, đang thua thì anh em lại muốn gọi là nghĩ thật nhanh, muốn gỡ lại bằng được. Và đang hên ấy là anh em muốn nghỉ luôn. Đánh như vậy là sai lầm anh em ơi. Đang hên ấy thì cố gắng đánh xíu là đi. Và đang xui thì anh em cố gắng nghỉ đi, đừng cố gắng đánh nữa. Nhớ điều đó cho mình nha, chứ đừng có muốn gỡ. Bởi vì ai cũng đánh theo kiểu đó là thường thua ấy, thường là muốn gỡ bằng được. Nhưng mà anh em đừng nên đánh kiểu đó anh em ơi. Thua là anh em phải dừng thôi, phải biết được dừng thôi anh em ạ. Chứ thắng thì anh em có thể tham thắng chiếu nữa, bởi vì là đang hên mà. Nếu thắng mà anh em đang ở chuỗi hên đấy anh em, chuỗi hên thì cố gắng đánh xíu là đi. Nếu mà được khi lúc đó đến chuỗi xui thì anh em cố gắng nghỉ đi. Ôi, ván này mà thua nó cái bố này nghĩ luôn ấy. Ván này này má thua thật anh em kìa. Ôi rồi thua một chuỗi luôn anh em ạ. Nó đen đen một chuỗi luôn anh em kìa. Đéo đơn giản đâu. Mày một mê lại này. Nó đen đen một chuỗi điều rất bình thường anh em ơi. Không có gì mà khó hiểu đâu. Ôi giời, xuống dưới 9 mê rồi. Ôi giời, may. May còn có hơi đánh lên lại. Dưới 9 mê là nghĩ nha. Nhưng mà nếu mà lên được 15, 12 mê đi thì mình sẽ dưới 10 mê đi nha. Đánh vậy như vậy chứ không là lúc nãy giờ có lần nó xuống mạnh quá à. Mình phải biết đường lui. Đánh đéo biết đường lui là toang đấy. Rồi, bây giờ xuống dưới 10 mê là nghĩ. Dưới 10 mê là nghĩ. Nhưng mà lên trên 15 mê là đéo đánh á. Lên được 15 mê là nghĩ luôn. Vãi lìn kìa, thua một chuỗi luôn kìa. Rồi, dưới 10 mê là nghĩ thôi anh em. Nhưng mà nó đéo dưới anh em ơi. Tuyệt vời rồi. Bích lúc này đéo về này. Đây rồi. Bích ngay bích nó không về mà. Ôi, lên 15 mê nào anh em ơi. Ôi, còn xíu nữa thôi, đéo lên nên nhé. Đéo biết được đâu anh em ơi. Một xíu nó đéo lên là bình thường nha. Á à, đâu kìa. 3 ra 2 kìa anh em. Ôi rồi có lúc lên gần lên được đấy anh em ạ. À, vãi lìn thật đấy. Thôi ván này thua là nghĩ này. Má thua kìa. Thôi nghĩ anh em ạ, ít ra mình thắng 4 mê là ngon rồi. Đéo lên tham nó. Má lúc này có lần lên anh em nhỉ. Lên 14, 18 đấy. Còn có 200 ngàn nữa thôi. Hãy đạn thật. Thôi nghĩ anh em ạ. Thôi chấp nhận thôi, đừng có tiếc nha. Bởi những cái đó thì đéo thể chỗ được trên đỉnh đâu nha. Thắng như thế này là ngon rồi. Nghĩ anh em ơi. Ôi video này tốt nha. Bye anh em.